ban trống, thứ hai thánh giá nên cao, thứ ba thiếu nhi thánh thể, thứ bốn viên ông toàn sứ, thứ năm huynh đoàn toàn sứ, thứ sáu hội con đức mẹ. Sau hội con đức mẹ là kiệu họ giáo an tứ, sau kiệu họ giáo an tứ là ca đoàn toàn sứ, sau ca đoàn toàn sứ là hai ban kim nhạc, sau hai ban kim nhạc là kiệu nhà sứ, sau kiệu nhà sứ là lễ sinh và cha sứ và ban hội đồng. Vậy xin mọi người chúng ta được nhắc trong cái thứ tự lần lượt đi theo sau chúng ta trong khi sau khi thánh lễ kết thúc để mà chuyển sang kiệu thánh thể, chúng ta cố gắng cứ tuần tự như thế chúng ta tiến lên, đoàn nào đi trước đoàn nào đi sau, chúng ta hãy cố gắng bảo nhau và chúng ta hãy đi vào đúng theo quy trình như trên. Theo như chương trình giờ này rước được bắt đầu và cũng xin lưu ý tất cả mọi người hãy thương đến, nhất là các quý khách, các sứ họ tới thông công cùng cộng đoàn giáo xứ chúng con hôm nay, vì giáo xứ chúng con nhỏ bé rất ít người, cho nên là trong cuộc rước xin mọi người chúng ta cùng hưởng ứng, nếu đoàn nào thì chúng ta phù hợp chúng ta hãy tiến cùng vào cái đoàn đó để cho cuộc rước được thêm long trọng.
và không nên ai ngồi để mà nhìn mọi người đi trước. Vậy xin cũng mọi người cũng thông cảm và ưu ái thương cho cộng đoàn giáo xứ chúng con. Xin mời ông chủ Nguyễn Kỳ. Xin mời cộng đoàn dân Chúa hiệp ý để xin ơn Chúa Thánh Thần xuống cho cuộc rước tuần trầu lượt của giáo xứ Thục Thiện được trăm phần tốt đẹp. Vậy xin mời cộng đoàn chúng ta hiệp ý. Nhân ấy cha và con và Thánh Thần. Amen. Xin mời cuộc rước bắt đầu.